những vụ án chấn động Sài Gòn làm nên tên tuổi của đội SBC và cảnh sát hình sự. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh OV Đại Bang. Mấy ngày đầu giải phóng thì tội phạm Sài Gòn nổi lên như nấm sau mưa với cách thức hành động cực kỳ lộ liễu cũng như là manh động, gây nên những vụ án cực kỳ chấn động vào thời điểm đó. Tuy nhiên thì có một khắc tinh mà tất cả giới tội phạm ngày đó đều phải tái mặt khi nghe tên, đó chính là đội SBC. Với những chiến sĩ cực kỳ chuyên nghiệp và lợi hại đã phá không biết bao nhiêu vụ án động trời và để biết về đội săn bắt cướp ngày đó tinh nhuệ như thế nào. Mời quý vị và các bạn hãy cùng xem hết clip sau đây của Ô Về Đại Bàng. Thành lập đội SBC Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì tình hình an ninh trực tự ở Sài Gòn trở nên hết sức rối đen. Những băng nhóm dân hồ lộng hành sẵn sàng bắn trả công an bộ đội khi bị truy bắt. Theo thống kê thì chỉ trong thời gian 3 năm từ năm 1975 đến năm 1978 đã có 45.000 vụ án hình sự khác nhau xảy ra, cứ 40 phút lại xảy ra một vụ cướp, gần 170 người vô tội bị bắn chết, 200 người khác bị thương. Trước tình hình nguy cấp thì lãnh đạo công an thành phố Hồ Chí Minh thống nhất phải thành lập một đội chống cướp tình nguyện. Tháng 3 năm 1978 thì đội săn bắt cướp SBC thuộc phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh được thành lập. Nhiệm vụ của đội SBC là chủ động trấn áp, phòng ngừa và truy bắt nóng các đối tượng phạm pháp. Đội SBC gồm những chiến sĩ công an tinh nhuệ dưới 30 tuổi, được quyền chạy hết tốc độ, đi vào đường cấm. Sau hai phát súng cảnh cáo mà tội phạm không đầu hàng thì được quyền bắn hạ. Chỉ huy lực lượng này được giao cho đại úy Võ Tấn Thành, tức là Hai Trung, lúc này mới 40 tuổi. Anh MNJ là đội trưởng của SBC lừng danh, Hồi mẹ anh còn sống thì tôi đã nhiều lần trò chuyện và lúc nào bà cũng lo sốt vó cho sinh mạng của con trai. Mười lần như một, mỗi khi ghé thăm thì bà đều kể. Cái hồi nẫm tức là thời trước, đường 3 tháng 2 cướp giật đầy ra. Còn thằng NG lúc nào cũng chạy vòng vòng tuần tra. Mỗi lần nghe tiếng súng nổ thì tôi chạy ra mép đường 3 tháng 2 nhìn xem nó còn sống không. Chỉ khi nào thấy nó chạy xe máy 67 quay lại, đưa tay chào, tôi mới quay vô nhà. Chiếc đoàn cả xóm cũng trong ngóng đó như tôi mỗi lần nghe tiếng súng nổ. Anh NJ xác nhận chi tiết đó. Mỗi khi cùng anh em bắt cướp xong thì mình chạy ngang nhà ở đường 3 tháng 2 cho má và bà con trong hẻm thấy để họ an tâm. Còn nếu mình không quay về thì là chết, thế thôi. Đối với SBC thì cái chết nhẹ từ lông hồng và là cái phải đối mặt thường xuyên. Nhiều trinh sát SBC bị thương tập, có trinh sát SBC quận 1 đã bị bắn chết ngay trước trụ sở công an thành phố Hồ Chí Minh. Những điều đó không làm SBC trùng tay. Bởi với họ, vì sự bình yên của người dân, anh em hy sinh cũng xứng đáng. Tiêu diệt băng cướp khác tiếng Võ Tùng Hội Võ Tùng Hội là con của một sĩ quan chế độ cũ tham gia quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhưng không chịu nổi sự huấn luyện khắc nghiệt. Hội đã bỏ trốn và bắn chết một người. Sau ngày đất nước giải phóng thì hội được phóng thích và nhanh chóng thành lập băng cướp chỉ trong một thời gian ngắn thì hội cùng với đàn em đã gây ra 100 vụ cướp, bắn chết hai người và làm bị thương 3 người. Băng nhóm này chuyên gây án ở các ngân hàng, cướp của các khách hàng vừa giao dịch và xe chở tiền. Trong quá trình theo dõi băng nhóm này thì một thành viên của đội SBC bị chúng phát hiện và giết hại đã khiến cho đội SBC hạ quyết tâm tiêu diệt băng cướp nguy hiểm này. Trưa một ngày năm 1977 thì một trinh sát giả làm mồi những bọn cướp đã ôm cặp đầy tiền bước ra từ một ngân hàng trên đường Bến Trương Dương quận 1. Thấy miếng mồi ngon thì băng cướp của hội xuất hiện, cử ba tên chạy đến giật chiếc cặp. Trinh sát này nhanh chóng ra đoàn hạ gục cả ba tên. Biết bị phục kích, chúng xả đạn như mưa và ném lô đạn xuống đường ngăn cản lực lượng đội SBC đuổi theo để tẩu thoát. Để tránh thương vong cho người dân thì đại úy Hai Trung đã mở đường cho băng cướp chạy ra ngoại thành và dồn chúng vào một khu nhà bỏ hoang thuộc tỉnh Bình Dương. Tại đây thì sau màn đấu súng, đội SBC đã tiêu diệt hai tên và tóm gọn hội cùng với băng cướp. SBC khóa máy lẹ què phá băng thủy quái. Băng thủy quái là tên gọi gây khiếp đảm cho những ai hành nghề sông nước trên sông Sài Gòn vào những năm 1990, kể cả các tàu viễn dương, lẹ què tên thật là Nguyễn Văn Mau kẻ cầm đầu nhóm cướp chuyên dùng súng bà tấu gây kinh hoàng cho người dân khu vực xã Thủ Thiêm, huyện Thủ Đức và dọc tuyến sông Sài Gòn là một thanh niên chỉ vừa 20 tuổi, lạnh lùng và tàn nhẫn. Một trong những dấu ấn được nhắc tới của lẹ què là chỉ trong 10 ngày đã cùng đàn em gây ra 3 vụ cướp táo bạo, trong đó có vụ cướp tiệm vàng, cướp tài sản của thủy thủ nước ngoài nhiều cán bộ địa phương và công an bị băng nhóm này dùng hàng nóng uy hiếp, dùng mã tấu chém trọng thương và đe dọa, cấm bén mảng vào khu vực làm ăn của chúng. Việc vây bắt băng giống này gặp nhiều khó khăn do chúng liên tục thay đổi chỗ ở, không bao giờ trú ẩn tại một nơi cố định quá hai ngày. Hơn nữa thì phần lớn chúng là những kẻ sinh ra và lớn lên tại vùng sông nước nên rất quen thuộc với địa bàn. Khi phát hiện bị săn thì chúng thường chọn các điểm ven bờ sông để dễ tẩu thoát bằng đường thủy. Nhiệm vụ lập chuyên án và triệt phá nhóm tội phạm được cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh giao cho đội SBC. Từ 6 giờ sáng lực lượng, lượng trinh sát đã tổ chức mai phục chốt chặn quanh khu vực. Sau vài loạt đạn thì những kẻ phạm tội nhanh chóng bị bắt sống. Riêng lẻ què chui vào bụi dừa nước rất lớn và lên tiếng thách thức anh M, NJ đấu súng tay đôi với hắn. Anh MNG một mình một súng lội ra khu vực bụi dừa nước nổ một phát duy nhất. Xuyên qua hàm của lẹ què, cú khóa máy tuyệt đẹp như xe chỉ luồn kim, hạ gục tên cướp nhưng không làm hắn chết, chỉ để lại vết sẹo khó tin xuyên qua hai má của lẻ què. Sau đó thì hắn được bắt một cách tông phục khẩu phục, truy tìm thủ phạm vụ sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga. Nguyễn Thanh Tân là kẻ cầm đầu một băng nhóm tội phạm nguy hiểm sau chiến tranh chúng chuyên tìm cách bắt cóc các con của những gia đình khá giả để tống tiền. Ngày 26 tháng 6 năm 1977, thì con trai của nghệ sĩ Kim Cương tên là Taro, 5 tuổi, bị nhóm Tân bắt cóc và đòi 20 lượng vàng tiền chuột. Đêm ngày 26 tháng 11 năm 1978, sau khi diễn, vợ chồng nghệ sĩ Cả Lương Thanh Nga cùng với con trai 5 tuổi được vệ sĩ lái xe đưa về nhà trên đường Ngô Tùng Châu, thì nhóm Tân xuất hiện quật ngã vệ sĩ giật lấy bé trai và rút súng bắn chết vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga. Đội SBC ngay sau đó đã vào cuộc nhưng do vụ án xảy ra giữa đêm khuya, lại có rất nhiều băng nhóm tội phạm nên việc điều tra rơi vào ngõ cục. Vài tháng sau thì ngày 6 tháng 2 năm 1979, con trai của bác sĩ Nguyễn Lã Hỷ tiếp tục bị nhóm tân bắt cóc và đòi 100 lượng vàng để chuộc. Nhận định vụ án này nhiều khả năng là thủ phạm gây ra hai vụ bắt cóc nêu trên nên đội SBC đã cử nhiều trinh sát dân bẫy khi Tân cùng với đàn em tên Hóa xuất hiện tại điểm hẹn trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, Nhận Vàng, thì bị các trinh sát phục kích vây bắt. Tân chạy xe máy chở Hóa bỏ chạy, các đội SBC buộc phải bắn hạ, nhưng viên đạn trúng vào lưng của Hóa, hắn ném lưu đạn về hướng công an rồi cùng với Tân biến mất. Quyết không để cho chúng thoát, đã úy hai thành cử người theo dõi khắp các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Đúng như dự kiến, ít giờ sau Hóa đến bệnh viện chờ rẫy cấp cứu và bị tóm gọn. Từ lời khai của tên này thì bé trai được giải thoát đêm ngày 9 tháng 4 năm 1979 thì Tân cũng bị đội SBC bắt giữ khi đang trốn trong một con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, quận 3. Tại cơ quan điều tra thì hắn đã khai nhận gây ra 3 vụ trọng án nói trên. Bắt giữ băng nhóm thảm sát tại nhà quận chúa Mộng Hoa. Chiều ngày 25 tháng 8 năm 1978, tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Tân Bình, nay là đường Lê Văn Sĩ, phường 1, quận Tân Bình, xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng gây chấn động Sài Gòn. Nạn nhân là ba cô gái, trong đó có Từ Mộng Hoa, sinh năm 1952, quê Gia Lâm, Hà Nội, là người mẫu, chủ hiệu áo dài tại thương xá Tắc, quận 1. Sở hữu vẻ đẹp chim sa cá lặng nên Mộng Hoa được nhiều người đặt cho biệt danh là quận chúa. Từ lời khai của người còn sống duy nhất trong vụ thảm sát cùng với các chứng cứ thu thập được, chỉ 9 ngày sau, bốn kẻ gây ra vụ án gồm có hai cặp anh em Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Tuấn Kiệt, và Võ Ngọc Thuận, Võ Ngọc Thành đã bị đội SBC bắt giữ. Tấm gọn nữ tướng cướp người nhận Năm 1977, tại Sài Gòn có một băng cướp gồm có 5 nữ quái được mệnh danh là bông hồng trắng do Nguyễn Thị Lệ Hằng, tức là Hằng Người Nhện, 23 tuổi, quê Tây Ninh cầm đầu. Hằng Người Nhện là người đàn bà đẹp, lan bạc giang hồ khi mới chỉ 11 tuổi, nhỏ người, lanh lẹ và gan lì. Hằng leo trèo rất giỏi nên đồng bọn gán cho biệt danh là Người Nhện. Sau khi chồng chết vì chích quá liều, Hằng chán đời suốt ngày giải sầu ở các quán bar. Và chính nơi đây thì Hằng đã kết bạn với 4 người con gái đẹp cũng có hoàn cảnh tương tự, thành lập băng trộm có tổ chức bài bản chỉ gồm có 5 thành viên. Ngoài đột nhập vào các gia đình trộm tài sản thì nhóm đối tượng này còn dùng thủ đoạn lợi dụng nhan sắc tiếp cận với các đại gia để cướp tài sản. Đáng nói là băng nhóm bông hồng trắng luôn để lại hiện trường các vụ trộm một bông hồng, vừa để chê nổi, vừa như chọc tức cảnh sát hành tung của băng giống này rất bí ẩn, hoạt động kín kẽ khiến cảnh sát đau đầu. Chiều cuối năm âm lịch 1979 thì đại úy Hai Thành đang chở người tình bí ẩn Hiền Khuê, một nữ giang hồ được Hai Thành cảm hóa đến đoạn chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh thì phát hiện hàng người nhện đang chạy xe Honda đem phía trước. Nhận ra ám hiệu của Hiền Khuê, Hai Thành cúi người luồn về phía sau, trao tay lái cho cô nhanh như chớp đại úy Hai Thành bay người qua ôm eo hàng người nhận khẽ giọng bông hoàng trắng đừng kêu la vô ích chạy xe theo hướng dẫn của tôi thấy người đẹp là chạy xe Honda đem chở Hai Thành về đội anh em trinh sát phải bái phục đại úy Hai Thành sau đó thì Hai Thành nhanh chóng thuyết phục hàng người nhận khai nhận hành vi phạm tội phá băng cướp ngân hàng Hoàng bác sĩ trinh sát trực tiếp phá án năm đó nhớ lại đây là băng cướp rất đặc biệt táo bạo và có đầu óc Hoàng bác sĩ bắt buộc đàn em phải cai nghiện mới cho tham gia các phi vụ và chia tiền. Hoàng cho rằng những người bị lệ thuộc ma túy không thể thực hiện các phi vụ táo bạo như cướp ngân hàng được. Chúng sinh hoạt tiêu tiền như thiếu gia chính hiệu rất quý tộc. Từ tháng 9 năm 2006, thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã lập chuyên án 702G phá băng cướp này. Trong suốt thời gian dài, thì nhiều người tố cáo đã bị cướp giật tiền sau khi họ rút tại các ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bình Thạnh, Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng, một số chi nhánh khác của Sacombank. Qua sàng lọc thì cuối cùng các trinh sát của đội 3 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định được băng nhóm cướp giật đó là Hoàng bác sĩ cầm đầu. Theo kết quả điều tra của cơ quan công an thì cả năm đối tượng bị bắt đều có tiền án tiền sự. Riêng Hoàng bác sĩ đã có hai tiền án về tội cướp giật và tiền án về sử dụng vũ khí quân dụng trái phép. Từ tháng 8 năm 2006 thì đến thời điểm bị bắt, băng cướp đã thực hiện 14 vụ với tổng số tiền là khoảng 2,2 tỷ đồng. Có thời điểm trước Tết Nguyên Đán trong 4 ngày liền, bọn chúng thực hiện nhiều vụ cướp giật và lấy được số tiền hơn 500 triệu đồng. Những câu chuyện kể trên chỉ là phần rất nhỏ so với những gì mà lực lượng SBC và tiếp nối là cảnh sát hình sự đặc nhiệm làm được để giữ an lành cho thành phố. Tội phạm hiện nay đã thay đổi, do đó thì cảnh sát hình sự dù mang tên SBC hay phiên hiệu gì cũng phải tinh nhuệ hơn. Với sự quan tâm của lãnh đạo và sự tin yêu của người dân, lực lượng cảnh sát hình sự chắc chắn sẽ có thêm nhiều những chiến công dân đời. Ngoài những vụ trọng án kể trên thì đội SBC còn điều tra nhiều vụ án lớn khác như là bắt tướng cướp Điền Cát Kim, tính Mã Nam. Đội SBC trở thành khắc tinh của các băng nhóm tội phạm góp phần giữ gìn sự bình yên cho người dân thành phố. Và đây chính là những vụ án chấn động Sài Gòn mà đội SBC đã phá án và bắt các đối tượng cúi đầu nhận tội. Với sự chuyên nghiệp, thông minh cũng như là gan dạ, đây chính xác là khắc tinh của giới tội phạm Sài Gòn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên để lại ý kiến của mình về clip nhé. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share, ủng hộ chúng tôi ra thêm nhiều clip hay phục vụ quý vị. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở clip tiếp theo. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, chúng xã hội đen, mafia. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.